Tỉnh Tiền Giang vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét và yêu cầu công ty BOT cầu Rạch Miễu bỏ hai trạm thu phí cửa ngõ vào xã Thế Sơn, thành phố Mỹ Tho để giảm bớt gánh nặng chi phí cho nông nghiệp và du lịch cho người dân ở xã này. Theo đó, công trình BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 nối liền Tiền Giang và Bến Tre đã hết thời gian thu phí theo hợp đồng giữa công ty BOT cầu Rạch Miễu và Bộ Giao thông Vận tải ngày 5 tháng 7 vừa qua. Dự án BOT cầu Rạch Miễu có tổng vốn đầu tư 1.187 tỷ đồng, được đưa vào hoạt động có thu phí từ tháng 1 năm 2009 đến ngày 5 tháng 7 năm 2021, đã hoàn vốn có lãi theo phương án tài chính của dự án này. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2021, công ty BOT cầu Rạch Miễu vẫn thu phí tại các trạm thu phí như cũ, nhưng là để hoàn vốn đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn quốc lộ 60, nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, Bến Tre. Dự án này được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào giai đoạn 2 của công ty BOT cầu Rạch Miễu. Chủ đầu tư của giai đoạn 2 là liên doanh công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII, công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An và công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét thấy, nhân dân xã Thế Sơn đã xong nghĩa vụ đóng tiền BOT cầu Rạch Miễu cho phần mà họ thụ hưởng. Giai đoạn 2 của dự án không nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Việc dỡ trạm thu phí nêu trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, phù hợp mục đích đầu tư và nhu cầu sử dụng của từng giai đoạn dự án và giảm gánh nặng về chi phí cho ngành du lịch và vận chuyển nông sản của người dân xã Thế Sơn. Còn về trạm BOT phía tỉnh Bến Tre, trạm BOT cầu Rạch Miễu đã thu phí lại từ ngày 20 tháng 9. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Bến Tre, tức không có dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, mỗi ngày có khoảng 18.000 lượt phương tiện có trả phí qua trạm BOT cầu Rạch Miễu. Những ngày lễ Tết có đến khoảng 22.000 lượt phương tiện qua cầu. Mỗi năm, lưu lượng phương tiện qua cầu BOT Rạch Miễu tăng từ 20 đến 25%.